Rồi, thầy chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ sang tiết thứ 15, môn âm nhạc lớp 7. Ở tiết 15, chúng ta tiếp tục chủ đề yêu thiên nhiên. Chúng ta sẽ ôn lại bài tập đọc nhạc số 5, Em là bông hồng nhỏ. Tiếp theo, âm nhạc thưởng thức thì thầy sẽ giới thiệu về nhạc sĩ Beethoven. Trước tiên, chúng ta sẽ ôn lại bài tập đọc nhạc số 5. Bài tập đọc nhạc số 5, Em là bông hồng nhỏ, được viết theo nhịp. Nhịp 4-4, cách hát vừa phải. Bài hát được sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi ôn lại thì bây giờ chúng ta sẽ đọc gam đô trưởng. Chúng ta sẽ đọc các nốt. Do, re, mi, fa, son, la, si, do. Sau đó chúng ta sẽ đọc ngược lại luôn ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Re, mi, fa, son, la, si, do, si. Rồi chúng ta đọc trục âm, các âm chính của gam đô trưởng. Đô, mi, son, đô. Nào. Son, đô, đô, son, mi, đô, đô. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy tay gõ tiết tấu như trong hình. Tiết tấu của chúng ta sẽ gồm có 7 tiết tấu, trong đó 6 tiết tấu là nốt đen, gõ đều 6 nốt đen. Và tới tiết tấu thứ 7, chúng ta nghỉ một phát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Tiếp theo chúng ta lại gõ tiếp cho thầy nha. Bây giờ chúng ta nghe. 3, 4, 5, 6, 7, ngừng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ngừng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, tiếp theo. Đây là bài hát Em là bông hồng nhỏ. Chúng ta hát nốt trước, sau đó mình sẽ hát lời với thầy. Son mi re fa, son re fa re mi. Thank you.
Rồi, sau khi ôn xong, bây giờ chúng ta tìm hiểu, nhắc lại sơ lược xung quanh cái bài tạo lập nhạc số 5, Em là bông hồng nhỏ, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Được viết theo nhịp 4-4, trong bài hát có nhịp lấy đà. Trong bài hát người ta có sử dụng dấu nhắc lại, có sử dụng cả khung thay đổi, và thậm chí có cả dấu hóa bất thường. Đây hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sang phần 2. Âm nhạc thưởng thức, giới thiệu nhạc sĩ Beethoven. Tác giả Beethoven. Đây là hình ảnh nhạc sĩ người Đức Beethoven. Chúng ta nghe giới thiệu sơ qua nhạc sĩ này nhé. Beethoven, bi kịch cuộc đời, rèn giũa nên một thiên tài âm nhạc vĩ đại. 9 bản giao hưởng, 1 vở nhạc kịch Fidelio, 32 bản sonata cho piano, 5 bản concerto cho piano, 16 bản nhạc cho bộ tư đàn dây, 16 bản sonata cho piano và một nhạc cụ khác. Beethoven không sáng tác nhiều như Mozart hay Schubert, nhưng những sáng tác của ông đã thực sự hấp dẫn thính giả và mang dấu ấn thiên tài. Tuy được nhân loại xưng tụng là nhạc sĩ vĩ đại, nhưng cả cuộc đời ông chỉ toàn là những chuỗi ngày buồn bã. Tai họa rắc rối cứ liên tiếp đổ lên đầu nhà soạn nhạc thiên tài cho đến tận khi ông mất. Tài năng rèn giũa bằng đòn roi. Ludwig van Beethoven sinh ngày 16 tháng 12 năm 1770 ở thành phố Bonn của nước Đức. Ông nội của ông là một nhạc công khá có tiếng, còn cha ông là ông Johann cũng là một nhạc sĩ có tài. Có điều khi nói đến Johann, người ta sẽ nói nhiều đến thói nghiện rượu nặng của ông hơn là về tài năng. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc như vậy nên dễ hiểu khi Ludwig van Beethoven cũng sớm bộc lộ năng khiếu trong môn nghệ thuật này. Vốn là một người thầy dạy nhạc nên ông Johann sớm nhận ra được năng khiếu của con và dạy Beethoven học đàn từ rất sớm. Tuy nhiên, cách dạy dỗ của ông Johann lại chẳng giống ai. Hầu như ngày nào, Beethoven cũng bị cha nhốt trong hầm, không cho ngủ để dành thời gian tập luyện. Mỗi khi cậu tỏ ra chảnh mảng hay làm sai, ông không ngại dùng đòn roi để dạy dỗ. Thậm chí, ngay cả vào nửa đêm, Beethoven cũng có thể bị cha dựng dậy bắt biểu diễn cho các bạn rượu của ông thưởng thức. Nếu Beethoven cự lại, cậu có thể bị đánh no đòn. Sự tàn bạo của cha đã ảnh hưởng sâu đến cả phần đời còn lại của Beethoven, nhưng sự nghiêm khắc của ông Johann góp phần khiến tài năng của Beethoven phát triển. Cậu bé sẽ khiến thế giới nói về mình. Với hy vọng con trai sớm được công nhận là hiện thân của Mozart thời nhỏ, nên vào năm 1778, cha của Beethoven đã thu xếp cho con trai tiến hành buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng. Năm 11 tuổi, do kinh tế gia đình gặp khó khăn nên Beethoven buộc phải nghỉ học văn hóa, nhưng ông vẫn được cho theo học nhạc. Năm 13 tuổi, ông bắt đầu cho ra đời những bản nhạc đầu tiên. Ông luôn chìm đắm trong thế giới âm thanh, khi miễn cưỡng, khi tự nguyện và từ lúc nào đã trở thành môn đệ của thế giới huyền bí này. Khi người cha nát rượu không thể nuôi nổi gia đình, Beethoven phải làm trợ lý cho Christian Gottlob, nhạc sĩ phụ trách diễn tấu đàn óc trong cung đình. Thương cậu bé nghèo có năng khiếu âm nhạc, Neef không tiếc công hướng dẫn cậu bé những kiến thức cơ bản về âm nhạc, tìm cách để Beethoven được làm học trò của những bậc thầy như Mozart và Haydn. Dưới sự chỉ bảo của Neef, Beethoven đã học được chính xác các bản nhạc, diễn tấu điêu luyện đàn piano, violon. Năm 1787, Beethoven tới Vienna, một trung tâm âm nhạc thời bấy giờ. Ông đã tìm được Karl Weinstein, thầy dạy, sau này vừa làm bạn lại vừa là người bảo trợ cho Beethoven. Cũng tại Vienna, Beethoven gặp Mozart, một hình mẫu trái ngược hẳn với ông. Mozart đã rất nghi ngại khi nhận cậu bé Ludwig vào làm việc, nhưng chỉ một lần duy nhất khi nghe tiếng đàn piano của Beethoven, Mozart đã phải thốt lên: "Hãy chú ý tới cậu bé này, chỉ không lâu nữa, cậu bé sẽ khiến cả thế giới nói về mình." Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ông buộc phải về nước để chăm sóc mẹ khi bà bị ốm nặng. Năm 1792, sau khi mẹ qua đời, Beethoven quay trở lại Vienna để theo học nhạc với nhà soạn nhạc nổi tiếng Joseph Haydn, rồi một số nhạc sĩ khác. Nhờ tài năng sẵn có, cộng với những kiến thức thu nhận được, Beethoven nhanh chóng được công nhận là một nghệ sĩ, một nhà soạn nhạc trẻ tuổi tài năng nhất.
Năm 1808, Beethoven được một ngôi trường ở Kassel, Đức mời làm giám đốc âm nhạc. Sợ ông về nước mất nên một số người bạn của ông đã thành lập một nhóm những người tài trợ cho Beethoven để giữ chân ông ở lại Vienna. Mỗi năm, ông được trả lương 1.400 đồng tiền áo lúc bấy giờ và trở thành một trong những nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử có thể sống bằng tiền lương thu được từ hoạt động âm nhạc của mình. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Những mối tình thất bại. Ngoài những bản giao hưởng, Beethoven còn sáng tác nhiều bản sonata về tình yêu, trong đó sonata Ánh Trăng là nhạc phẩm nổi tiếng nhất. Đâu là chất liệu của những bản nhạc bất tử về tình yêu đó, những mối tình tuyệt vọng, sự tưởng tượng hay nỗi ước ao, hay tất cả những điều đó gộp lại. Về dáng vẻ bề ngoài, Beethoven là một chàng trai xấu xí, mặt rỗ, tai điếc, quần áo luôn xộc xệch, giống như Robinson Crusoe mới từ hoang đảo trở về. Song đã có không dưới chục người phụ nữ, phần đông thuộc tầng lớp quý tộc đi qua cuộc đời người nhạc sĩ tài hoa chỉ vì mến mộ cái tài âm nhạc của ông. Nhà soạn nhạc được cho là đã rơi vào lưới tình lần đầu vào năm 1801 với con gái của một nhà quý tộc tên Julie Guicciardi. Tuy nhiên, ông luôn giữ khoảng cách và không dám nghĩ đến việc kết hôn Guicciardi vì nhận thức được giữa họ là khoảng cách về tầng lớp xã hội. Bản sonata số 14 được cho là đã được Beethoven sáng tác để dành tặng người tình trong mộng. Về sau, ông nảy sinh tình cảm với một phụ nữ đã có gia đình, Anthony Brentano. Theo các ghi chép, khi Beethoven qua đời, người ta tìm thấy trong tủ của ông một bức thư tình dài với lời lẽ đầy xúc động. Bức thư đề tháng 7 năm 1812 với người nhận là tình yêu vĩnh cửu của anh. Trong tim anh lúc này đầy ắp những điều mà anh muốn nói với em, nhưng anh nghĩ rằng mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Hãy vui vẻ lên, tình yêu đích thực và duy nhất của anh nguyện cống hiến cả thân xác này cho em, thư viết. Bức thư được cho là của Beethoven gửi tới Brentano, nhưng ông chưa từng gửi đi. Mặc dù vậy, nhưng tình yêu này cũng không đi đến đâu, bởi sau khi chồng qua đời, người phụ nữ kia đã kết hôn với một người đàn ông khác vì lo sợ sẽ mất quyền nuôi con nếu kết hôn với một nhà soạn nhạc. Về sau, Beethoven tiếp tục nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ tên Therese Malfatti và thậm chí đã cầu hôn người này, nhưng bị từ chối vì lý do không muốn kết hôn với một nhà soạn nhạc. Bi kịch của thiên tài. Trắc trở tình duyên vẫn chưa phải là điều đau khổ nhất trong cuộc đời Beethoven. Sức khỏe của ông mới là điều đáng bàn nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã là một đứa trẻ ốm yếu, mắc đủ chứng bệnh, từ vàng da, thấp khớp, bệnh về mặt tới thoái hóa động mạch, đau dạ dày, viêm gan mãn tính, xơ gan, nhiễm độc chì. Chính vì bệnh tật nên ông thường xuyên tỏ ra khó tính, cáu gắt với tất cả những người xung quanh, khiến ông càng trở nên cô độc hơn vì ít người dám đến gần hay kết thân. Chưa hết, năm 27 tuổi, Beethoven bắt đầu thường xuyên nghe thấy những tiếng ù ù trong tai. Đến năm 30 tuổi, thính lực của ông yếu đi từng ngày. Đau đớn thay, khi ông cảm nhận được những dấu hiệu đầu tiên của chứng khiếm thính, thì tài năng thiên tài mới được thể hiện. Những bản nhạc giao hưởng ra đời, công chúng ngưỡng mộ và nghiêng mình thán phục tài năng. Cậu bé cực khổ năm nào thực sự bắt cả thế giới nhắc đến tên mình, còn Beethoven thì âm thầm mang nỗi đau không thể cảm thụ âm nhạc bằng đôi tai tạo hóa sinh ra. Nỗi đau này khiến Beethoven vừa phải vật vã tìm cách giấu nhẹm đi mọi chuyện, vừa chán nản vì không thể sẻ chia với bất kỳ ai. Trong suốt một thời gian dài, ông gần như tách mình ra khỏi thế giới, không tham gia các sự kiện xã hội để tránh bị mọi người chú ý tới vấn đề thính lực của ông. Sau một thời gian, đến khi chấp nhận được sự thực rằng mình đã bị điếc, nhà soạn nhạc mới chịu viết thư cho một người bạn là bác sĩ để nói về tình hình. Kiên cường vươn lên. Nhiều nhạc sĩ có thể đã nghĩ tới con đường kết thúc cuộc đời và Beethoven cũng có thể đã tính tới điều đó, nhưng sự kiên cường vươn lên, sự đam mê âm nhạc đã thôi thúc ông, đã buộc ông hướng tới tương lai và coi điều bất hạnh của mình như một động lực để sáng tác. Năm 1811, Ludwig van Beethoven đột ngột bị ốm nặng, đau đầu và sốt rất cao. Các bác sĩ sau khi thăm khám đã khuyến nghị ông tới một khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi để cân bằng cuộc sống. Môi trường mới đánh thức trong Beethoven tình yêu thiên nhiên và làng quê, hy vọng, lạc quan, yêu đời trở lại tâm hồn ông. Sau ít ngày ở đó, sức khỏe Beethoven có vẻ tốt hơn, nhưng đến mùa đông cùng năm, ông lại bị phát bệnh trở lại. Sau kỳ nghỉ, âm nhạc của Beethoven trở nên sâu hơn, quyến rũ hơn. Ông bắt đầu sáng tạo nên một thế giới âm nhạc mới.
Beethoven không đạt đến kỷ lục về số lượng tác phẩm như Mozart, nhưng lại đạt kỷ lục về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tình cảm sôi nổi và câu tứ hoàn mỹ trong mỗi nhạc phẩm. Ông đã tổng hợp được những tinh tú của âm nhạc cổ điển, làm cho trường phái lãng mạn mà ông khai sáng chiếm địa vị độc tôn trong đời sống âm nhạc. Vì vậy, tác phẩm của Beethoven hầu như được lưu hành nhiều nơi trên thế giới hơn cả. Đến khoảng năm 1814, khi Beethoven bước sang tuổi 44, ông gần như không còn nghe được gì từ những bản nhạc, tiếng đàn cho đến lời nói của mọi người. Ông chỉ có thể giao tiếp với thế giới bằng những tờ giấy và chữ viết. Người nghệ sĩ vĩ đại. Việc bị điếc ảnh hưởng khá lớn tới cuộc sống của Beethoven, nhưng điều kỳ diệu là quãng thời gian Beethoven đau khổ nhất vì bệnh tật cũng là lúc ông sáng tác với tốc độ đáng kinh ngạc. Thánh nhạc Beethoven đã lần lượt cho ra đời 4 bản giao hưởng nổi tiếng: Anh hùng, Điền viên, Số phận, Thứ 9. Bản giao hưởng thứ 9 nói lên khát vọng tự do của bản thân ông và nhân loại, công diễn lần đầu tiên vào năm 1824 và liên tiếp nhận được 5 lần vỗ tay, khiến cảnh sát tưởng có chuyện gì bất ổn, phải vội vàng xông vào rạp. Theo quy định hồi đó, chỉ khi nào hoàng đế xuất hiện ở rạp, khán giả mới vỗ tay 3 lần. Beethoven ngồi lặng lẽ ở hậu trường không hề hay biết điều đó. Chỉ đến khi một nữ ca sĩ dắt ra trước sân khấu chứng kiến sự cuồng nhiệt của khán giả, Beethoven sung sướng đến nỗi ngất xỉu. Trước khi qua đời, Beethoven bị ốm liệt giường trong nhiều tháng. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do ông uống quá nhiều rượu trong một thời gian dài. Cuối cùng, đến ngày 26 tháng 3 năm 1827, Ludwig van Beethoven qua đời. Đám tang của ông được tổ chức sau đó 3 ngày với sự tham dự của khoảng 20.000 người. Ông được chôn cất tại Waring Cemetery. Năm 1888, hài cốt nhà soạn nhạc thiên tài được chuyển tới Central Vienna, nơi an nghỉ dành riêng cho những nghệ sĩ vĩ đại. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Như vậy chúng ta vừa mới xem qua phần tiểu sử của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1770 và mất ngày 26 tháng 3 năm 1827. Ông là nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Ông sinh ra và trong một gia đình nhạc sĩ. Năm 1781, Beethoven được 11 tuổi. Ông đã biểu diễn như một nghệ sĩ piano điêu luyện tại Hà Lan. Cũng trong thời gian này, ông cũng được cử làm phụ tá chơi đàn organ trong nhà thờ tại Bonn. Năm 1795, Beethoven bắt đầu nổi danh là một nghệ sĩ piano với bản concerto cùng đô trưởng. Nhưng chẳng may, từ năm 1818, ông bắt đầu bị lãng tai. Lúc đầu ông mất hết hy vọng, nhưng rồi cố gắng thích nghi với điều kiện sống và bắt đầu tập trung tư tưởng tình cảm cao độ hơn bất cứ lúc nào hết trong sáng tác. Beethoven nổi tiếng nhất về 9 bản giao hưởng của ông. Ông cũng soạn vài concerto, phần nhiều để ông trình diễn, cũng như nhạc dàn nhạc khác, nhất là overture và nhạc nền cho kịch tại nhà hát và những tác phẩm để kỷ niệm những sự kiện đặc biệt, Roman cho vĩ cầm và dàn nhạc số 1 cung son trưởng năm 1802, concerto cho dương cầm số 2 cung si giáng trưởng năm 1798, bản giao hưởng số 1 cung đô trưởng soạn năm 1799 tới năm 1800 và trình diễn vào năm 1800. Và đây là bản Moonlight Sonata, bài Ánh Trăng, bản Sonat Ánh Trăng. Chúng ta cùng nhau nghe nhé.
Như vậy chúng ta nghe một đoạn bài hát Sonat Ánh Trăng. Và bây giờ âm nhạc thưởng thức chúng ta có thể biểu diễn trên sơ đồ như sau. Nhạc sĩ Beethoven, ông là sinh ra tại Đức, ông là người Đức, sinh năm 1770 và mất năm 1827. Ông đã viết được 9 bản giao hưởng và 32 bản sonat. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe tiếp một bản nổi tiếng của ông, bài Thư viết cho Elise. Thư viết Elise. Rồi, như vậy chúng ta vừa mới nghe một số bài sáng tác của nhạc sĩ Beethoven. Về nhà, thầy yêu cầu chúng ta đọc thuần thục lại cái bài tập đọc nhạc số 5. Em là bông hồng nhỏ, đọc nốt trước, sau đó chúng ta ráp lời sau. Và nghe thêm một số bài hát của nhạc sĩ Beethoven ha. Như vậy. Như vậy, tiết học của chúng ta hôm nay là hết rồi. Chúc các em mạnh khỏe.